Bằng Châu xin tân ái kính chào Tái Ngộ đến quý khán giả. Đến với bản tin buổi tối của đài CBN trên băng tần 18.14 với một số tin đặc biệt như sau. Lực lượng tuần tra Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công bằng gạch đá trên lãnh thổ Syria. Cảnh sát Nigeria phóng thích 259 người từng bị giam giữ bên trong một ngôi trường Hồi giáo. Ngân hàng Bank of America nâng lương tối thiểu lên 20 đồng một giờ. Bão Nagri có thể tiến vào miền Nam Trung Bộ Việt Nam. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Lực lượng tuần tra Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công bằng gạch đá trên lãnh thổ Syria. Một đoàn quân xa chở theo các binh sĩ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ Ba năm tháng 11 đã bị dân làng ở thành phố Kobani tấn công bằng gạch đá nhằm mục đích phản đối cuộc tổng hành quân do Ankara khởi xướng nhắm mục tiêu vào các cứ điểm của lực lượng vũ trang người Kurd YPG ở vùng đông bắc Syria. Đây là cuộc tuần tra an ninh thứ hai do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành kể theo thỏa thuận đạt được hồi tháng trước, nhằm mục đích di dời tất cả những chiến binh người Kurd ra khỏi vùng biên giới giáp ranh giữa Thổ và Syria. Tuy nhiên, theo lời của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, đến nay thì nhóm YPG vẫn chưa hoàn toàn rút quân ra khỏi vùng an toàn phi chiến sự mà Ankara gọi là Safe Zone. Thành phố Kobani của Syria có ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng người Kurd vì họ từng giành lại quyền kiểm soát nơi này từ tay nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS trong khoảng thời gian từ năm 2014 cho đến năm 2015. Cảnh sát Nigeria phóng thích 259 người từng bị giam giữ bên trong một ngôi trường Hồi giáo. Lực lượng cảnh sát Nigeria vào ngày thứ Ba năm tháng 11 đã giải cứu 259 người từng bị giam giữ bên trong một trung tâm Hồi giáo tọa lạc tại thành phố Ibadan thuộc vùng Tây Nam quốc gia. Nhiều người trong số các nạn nhân cho biết họ đã bị các thủ phạm tra tấn một cách man rợ trong suốt quãng thời gian bị giam cầm ở địa phương. Những hình ảnh do đài truyền hình TVC cung cấp đã cho thấy cảnh tượng các con tin được giải cứu ra khỏi trung tâm Hồi giáo trong tình trạng đói khát vì họ chỉ được ăn một bữa trong ngày. Có người còn bị cưỡng bức và bị trói buộc bằng dây xích. Đây là vụ bố ráp to lớn nhất do quân đội Nigeria tiến hành nhắm mục tiêu vào các ngôi trường Hồi giáo trên toàn cõi quốc gia. Có tổng cộng 9 người đã bị bắt giữ. Hiện tại ở vùng Bắc Nigeria đang tồn tại nhiều trường học Hồi giáo mà trong ngôn ngữ địa phương gọi là Al-Majuris. Vào tháng 6, Tổng thống Nigeria đã ban hành phán quyết đóng cửa tất cả các ngôi trường và trung tâm Hồi giáo để ngăn chặn tình trạng tương tự xảy ra. Kính thưa quý vị, Tòa án tối cao Israel đồng ý trục xuất nhân viên của Cơ quan Giám sát Nhân quyền Liên Hợp Quốc HRW. Tối cao Pháp viện Israel vào ngày thứ Ba năm tháng 11 đã đồng ý trục xuất một giới chức làm việc cho Đài Quan sát Nhân quyền HRW vì người này đã từng công khai chỉ trích chính quyền Tel Aviv cũng như ủng hộ cho phong trào thân với người Palestine có tên gọi là BDS Movement. Được biết trước đó, Bộ Nội vụ Israel cũng đã từ chối gia hạn visa làm việc cho ông Omar Shakir là một người mang quốc tịch Hoa Kỳ đại diện cho Cơ quan Nhân quyền HRW. Ngoài ra, ông Shakir còn được yêu cầu phải rời khỏi Israel trong vòng 20 ngày sắp tới. Quyết định trục xuất Omar Shakir đã khiến cho Israel vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế vì họ cho rằng nền tự do ngôn luận và nhân quyền đang bị bóp nghẹt tại quốc gia Trung Đông vừa nêu trên. Các hoạt động của Cơ quan Giám sát Nhân quyền HRW trước đây cũng từng bị cản trở tại Iran, Ai Cập và Bắc Hàn. Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ được chị gái của trùm khủng bố ISIS al-Baghdadi ở vùng Bắc Syria. Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ Hai 4 tháng 11 vừa qua đã bắt giữ được chị gái của trùm thủ lĩnh nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS Abu Bakr al-Baghdadi tại thị trấn Azad thuộc vùng Bắc Syria. Chồng và con dâu của người phụ nữ này cũng đã bị bắt. Rasmiya Awad, 65 tuổi, đã bị giới chức trách áp giải về thẩm vấn sau màn bố ráp tại thị trấn Azad
vốn đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh mà Ankara đang tiến hành một cuộc tổng hành quân trên lãnh thổ phía đông bắc của Syria. Được biết, dưới sự lãnh đạo của Baghdadi, lực lượng thánh chiến cực đoan thuộc dòng Hồi giáo Sunni đã từng chiếm giữ một phần lãnh thổ lớn ở Syria và Iraq. Tuy nhiên, nhóm này đã bị đẩy lùi bởi quân chính phủ, cũng như sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và lực lượng dân quân người Kurd YPG. Trùm khủng bố al-Baghdadi đã tự sát hồi tháng trước khi đang trốn chạy khỏi sự truy bắt của Hoa Kỳ. Trong đoạn băng ghi âm phát hành hồi thứ Năm, đại diện của phe ISIS đã cam kết đưa ra hành động đáp trả thích đáng dưới sự lãnh đạo của tân thủ lĩnh là Abu Ibrahim al-Qurashi. Chính sách áp đặt thuế mậu dịch của Hoa Kỳ đang khiến cho Trung Quốc tổn thất 35 tỷ Mỹ Kim. Kính thưa quý vị, một cuộc khảo sát do Liên Hợp Quốc phát hành vào ngày thứ Ba năm tháng 11 cho thấy rằng cuộc chiến tranh mậu dịch kéo dài suốt 16 tháng qua giữa hai cường quốc có nền kinh tế lớn nhất trên thế giới, đó là Trung Quốc và Hoa Kỳ, đã khiến cho chính quyền Bắc Kinh hứng chịu nhiều khoản tổn thất lớn do số lượng hàng hóa nhập cảng vào Hoa Kỳ đã giảm mạnh so với trước đây, tức tương đương với khoảng 35 tỷ Mỹ Kim. Nếu như không sớm được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán, thì hầu như những sản phẩm trị giá 500 tỷ Mỹ Kim của Trung Quốc khi nhập cảng vào Hoa Kỳ sẽ bị đánh thuế cao. Các mặt hàng bị ảnh hưởng nặng nề nhất chính là máy móc và những thiết bị liên lạc như điện thoại. Cuộc khảo sát này không phân tích những hình ảnh, những ảnh hưởng của khoản thuế mậu dịch mà Trung Quốc áp đặt vào Hoa Kỳ do không có đủ tài liệu trong tay. Những công ty được hưởng lợi từ cuộc chiến tranh thương mại bao gồm Đài Loan và Mexico. Trong vòng 6 tháng đầu năm 2019, đã có thêm nhiều loại hàng hóa trị giá 4.2 tỷ Mỹ Kim đã được nhập cảng vào Hoa Kỳ từ Đài Loan. Tập trận để đối phó với sóng thần được tổ chức tại Philippines. Hàng ngàn học sinh đã cùng tham gia vào màn diễn tập đối phó với sóng thần trên hòn đảo nghỉ mát Siargao của Philippines vào ngày thứ Ba năm Tây tháng 11. Trong khuôn khổ của ngày nâng cao nhận thức Tsunami Awareness Day, các học sinh đến từ thị trấn General Luna đã được kêu gọi tham gia vào cuộc tập trận bằng cách đi bộ trên đoạn đường dài hơn 1.2 km tới chỗ ẩn náu nhằm mục đích rèn luyện khả năng ứng phó với thiên tai. Sự kiện này đã được Liên Hợp Quốc khởi xướng với sự tham dự của 12.000 học sinh đến từ 54 trường học khác nhau trên đảo Siargao. Do tọa lạc trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nên Philippines thường phải đối mặt với sóng thần và động đất. Vào năm 1976, một trận động đất mạnh 8.1 độ Richter đã xảy ra tại vùng Nam Philippines, gây ra sóng thần cao hơn 9 feet, khiến cho 8.000 người bị thiệt mạng và nhiều người khác lâm vào cảnh tứ cố vô thân. Xin quý vị đừng rời màn hình của đài CBN trên băng tần 18.14. Sau một vài thông tin thương mại ngắn gọn, Băng Châu sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ.